Xin chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay giao lưu với cô chú anh chị mình một lô linh sam song hinh dòng Yame nha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ. Cây mã số đầu tiên là mã số 16. Hoành 19. Chiều dài là 30. Đường kính bầu là 14. Này đa số là dán đổ hết nha cô chú anh chị. Rồi mã số 16, cây này 250.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. Hoành chiều dài 35, đường kính bầu 15, 17, 250.000. Hoành chiều dài là 29, đường kính bầu này 16. Mã số 18, 300.000. Tiếp theo 19. Hoành chiều dài là 32, đường kính bầu 15. Mấy cây này cơ bản nó đâm chồi trở lại rồi nghe cô chú anh chị nè. Đó. Rồi mã số 19, 250. Số 20. Mã số 20 nha. À. 24 hoành. Chiều dài là 36. Đường kính bầu là 15. Rồi cây mã số 20, 300.000. Cây này đế nơm đẹp nè. 26 hoành. Chiều dài là 32. Kính bầu 14. Mã số 21, 250.000. Mã số 21. Cái cây này nhìn dễ thương ha, có chút xíu à, mini. 20. Chiều dài là 22, đường kính bầu cũng 14 luôn. Mã số 22. Cây này 200.000. Dót cây lắm nha cô chú anh chị, 200.000. Tiếp theo 23. 26 hoành. Chiều dài là 30. Đường kính bầu 15. Mã số 23, 250. Tiếp theo 24.
hoành 24, chiều dài 30, đường kính bầu 15. Mã số 24, 300 ngàn. Cây này thì nó bị lũa chỗ này nè cô chú anh chị. Đó, nó bị lũa chỗ này ha. Hoành 25, chiều dài 30, đường kính bầu 15. Mã số 25, 200 ngàn, bao ship luôn. Mã số 26, 27 hoành, chiều dài là 27, đường kính bầu 15. Mã số 26, 300 ngàn. Mười chín hoành, chiều dài là 30, đường kính bầu 15. Mã số 27, 250. Mã số 28, cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cây này quá đẹp luôn ha. 24 hoành, chiều dài là 32, đường kính bầu 14. Mã số 28, 450, bao ship luôn nha cô chú anh chị, 450 ngàn. Hai mươi chín, đó cũng một cây lùng lực luôn nè, cây này quá đẹp luôn, gió cây luôn ha. 28 hoành, chiều dài là 30, đường kính bầu 15. Mã số 29, 450 ngàn. 29, 450. Tiếp theo mã số 30 cũng là cây cuối cùng của clip luôn. Đó, cây này cô chú anh chị thấy ha, mặt cắt nó liền hết trơn, hồi xưa cắt rễ á, giờ nó liền hết trơn à, rất là đẹp, nhìn nó già, nó cổ. 22 hoành, chiều dài là 30, đường kính bầu 15. Mã số 30, cây này 300 ngàn. Đó, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị mình sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất.